Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoa học rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lời chào anh em. Tôi Hữu Mạnh chào lời chào anh em. Ok các bạn ạ, sau những ngày Hà Nội ấm áp một chút thì hôm nay lại quay trở lại với những ngày mưa rét rồi. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục nướng một loài cá lạ. Cá này có tên là cá bò da. Thì ở kia mình đã mua được 4 con cá bò da. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ như mình nha. Đây là số cá bò da mà mình đã mua con ạ. Lần trước thì anh em mình đã từng nướng cá bò sừng siêu cay rồi. Hôm nay mình cũng nướng cá bò da siêu cay nhưng mà sẽ nướng theo một kiểu khác. Đó chính là sẽ dùng ớt xanh, mắc khén và hạt giỏi rồi quấn trong giấy bạc để nướng muối ớt con ạ. Tức là sẽ siêu cay, siêu tê luôn. Cái ớt xanh thường đã cay hơn rồi. Nhìn da như kiểu da bò ấy. Và nhìn con này nó rất là dị luôn các bạn ạ. Người thì mỏng, nếu mà để lần đầu tiên nhìn thấy con này chắc là không dám ăn luôn đấy. Tôi nghĩ ăn con này nó dai mà. Tại vì nó... Cứ có tên bò là dai. Con này như kiểu dạng mồm bôi. Đâu, mồm nhỏ nhắn xinh xắn thế kia cơ mà em. Chưa có bò. Con này chắc là dưới biển nó ăn cỏ. Ăn cỏ, dưới biển có cỏ à, thôi. Không, với Mạnh thì theo tôi thấy ấy, là Mạnh cứ thấy con nào có tên là bò là đều ăn cỏ. Ngày xưa đã gọi là bò không ăn cỏ, bò ngu. Tiếp câu sau em. Thôi. Bây giờ anh mình sẽ đem số cá bò ra này đem đi lọc ra để anh mình chuẩn bị tắm ướp và nướng thôi. Sau khi anh mình mổ xong thì bây giờ bạn Lâm sẽ tiến hành lọc ra con cá bò này các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên của bạn Lâm. Bởi vì mấy cái này chưa lọc bao giờ. Thì ướp có lọc ra không anh? Đấy em lọc được thì em cứ lọc thôi. Em mà lọc ra thì lần đầu tiên đấy. Được. Qua từ xế xem nào. Em xế được thế được. Lọc hết ra luôn. Ủa cái da của nó kiểu như cái băng dính kia nhở. Áo mới. Ok anh ơi, em để anh còn dĩa thì em ra em làm mắc khen hạt giỏi. Đây. Đó, mắc khen hạt giỏi đây, em dã đi ạ. Đây mày, từ răng xong nào. Rồi mấy chuẩn. Lai, cháy em. Để không biết mà phải làm gì được các bạn nhỉ. Bạn xem quần áo có chỗ nào rách không, mang về vá thôi. Dài phải biết luôn. Vậy là bạn Lâm đã cởi bỏ hết mấy bộ quần áo của mấy con cá bò da này rồi. Bây giờ bạn Lâm sẽ khứa ra để mình ướp gia vị cho nó ngấm các bạn ạ. Quần áo trời này của nó ra rét. Lạnh lắm. Rồi tôi thấy bạn đưa ngọt thế nhở. Chắc là con này nó dài ở cái phần da nhiều. Trắng toát nhở. Bạn xem có lốt muối đốt không nào. Không thấy nốt này. Giả mịn đàn bà. Mà chắc bị xả bài nhỉ. Rồi em đổ muối ớt vào đi. Ui cái này rất tẩy. Ôi được. Em thấy mùi em thấy. Lòng quá anh ấy. Rồi mùi mắc khén hạt giỏi. Em xoa đi. Đấy nhá. Được sờ cơ thể mấy em cá bò da trắng nhá. Sướng nhất các em rồi. Anh em vẫn còn nhiều bao lắm, anh em muốn sờ không? Tối để hai anh em được rồi. Đông cả vui kìa. Có khe đây. Em chắc nhét hết vào khe được. Cho ngấm. Thì mình sẽ cho vào giấy bạc và cuốn thôi. Cuốn. Gói gọn này. Nhìn cái kiểu màu ớt xanh này nên màu ít hơn ớt đỏ đúng không? Nhưng ớt xanh ăn nó tê tê phê phê hơn. Ừ. Ớt xanh cay hơn. Anh em mình cuốn giấy bạc xong sẽ đi nhóm lửa để chuẩn bị nướng luôn thôi. Điện sưởi lửa luôn anh ạ. Ờ, đang lạnh. Đang mưa. Bây giờ anh em mình sẽ cho lên để nướng các bạn ạ. Bởi vì trời mưa quá nên anh em mình phải dùng kiểu này đấy, nhưng mình che cho đỡ mưa vào than.
Chính ra cái lia này của chương trình dùng được rất nhiều việc luôn đấy. Đúng không? Nhiều công dụng quá anh ạ. Cái lia này nhiều công dụng đấy. Anh em có thấy ấm chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, hơi mưa một chút rồi. Em chả thích. Thôi để anh đi mua áo mưa về nhá. Áo mưa anh em ngồi đây sưởi nữa luôn. Ngồi đây mà sưởi ấm cho ấm. Tiếng anh em mình nướng thì mình nghĩ cá đã chín rồi, bởi vì anh em mình đã để cá rất là sát than. Mới đầu thì anh em mình để ở bên trên cao hơn, nhưng mà thời gian hôm nay của anh em mình có hạn nên sẽ để sát xuống để nướng nhanh hơn. Anh em mình sẽ bỏ ra để chuẩn bị thưởng thức thôi. Khói bốc nghi ngút cá rồi. Ủa, nóng thế, nóng quá. Ôi, nóng này mà để ăn. Trời này ăn nóng phê. Trời ơi, bốc mùi lên, trời ơi. Bà cảm thấy mùi gì? Thơm ấy. Toàn mùi nướng nướng ấy. Ôi trời ơi, kích thích. Em ngồi đây gọi này. Mắc khén mặt rồi. Ôi. Bóc cái da xem nào. Ôi dính cái thịt ở đây này. Nhìn đẹp thật đấy. Rồi. Nóng quá, nóng quá. Trời. Nhìn ngon nhỉ. Thà, cháy đúng nướng luôn. Kém lắm rồi. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món cá bò ra nướng muối ớt này các bạn ạ. Wow. Cho anh em thưởng thức luôn không nó nguội mất. Nhân lúc còn đang bốc hơi long hỏi. Các bạn em có muốn con chia kiểu là. Thôi bạn thôi nè. Để anh em ăn. Tôi Văn Tiến chào ông Trâm anh em. Wow, học vẻ nhỉ. Mời các bạn nha. Không sao, anh Linh Đàn anh em ví dụ chia con này làm 4 phần thì anh em ăn 3 phần, mỗi anh em bớt lại 1 phần để anh bộ. Ok. Wow, anh cay quá. Các bạn. Mời tất cả các bạn nhé. Mời tất cả các bạn nha. Thịt ngon ngọt, ngon ngọt anh ạ. Thịt ngọt. Tê quá. Công nhận là thơm. Anh cho cái gì mà cay thế? Mắc khén, hạt dổi, ớt xanh. Mắc khén, hạt dổi đã tê lượn cho cả ớt xanh nữa. Ăn cho muối to và ăn đậm đậm ngọt. Cay quá. Anh em một chứa này ngấm hết bên trong. Ăn kiểu này ấm phê thật đấy, trời mưa lạnh. Ăn rồi, anh em mình nướng trong giấy bạc ăn cũng hào rất ấm. Đây con ạ, đây là cá anh em mình nướng xong mà. Nhìn rất là ngon luôn đấy. Wow. Phải chỗ muối chỗ là vừa đọng đưa muối, vào mồm vừa bốc cay. Hơi đưa mồm vẫn bốc hơi. Anh đang thở ra khói này. Ấy mày thở khói kìa. Đây chắc là ngồi trong giường mà trùm chăn ăn đấy. Bé quá. Làm tí thương quá ngày quá. Uống đi em, rất ngọt đấy. Nhai kiểu nuốt hết cái vị đậm đậm kiểu như ăn lúc hay nhai khô khô nó kiểu như kiểu cá mực ăn ngọt ngọt. Ăn ngon lắm. Ủa, cả miếng này lúc vừa cứa. Hôm nay mình cho nhiều hạt mắc kén ớt cay quá. Anh thấy cái ớt xanh này nó cay hơn cái ớt đỏ. Hôm nay giờ mà ăn mới. Ngon lắm, là thịt thơm thật đấy. Nóng nóng này ăn là gì nướng nướng. Bốc hơi này ngon đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món cá bò da các bạn ạ. Cá bò da khác hẳn cá bò sừng. Xong còn thịt mà anh. Trắng trắng cứ thịt ngon vãi. Mình mời tất cả các bạn nha. Còn thịt này thì xương còn lại cũng dị. Cho ăn thịt đầu ấy. Em cho ăn thịt đầu nó như thế nào đầu. Làm tí mắt. Đây ngoài ốc à? Thịt đầu ốc cá. Thử nào.
Cái bánh ngon lắm anh ạ. Ngon nước, nó có nước đọng ở đây. Ngon. Nước kiểu đấy ngon nhỉ. Ủa. Ngon rồi. Giữ kìa, giữ được hơi ngon của con cá. Tê tê ở ngoài. Tất cả các mùi vị nó như là vẫn còn, nó không bị phát ra ngoài. À cái da em nấu em tắt chưa? Tí có tiến ăn cơm. Em tắt rồi. Em nấu em tắt rồi. Chín tí rồi. Tiến ăn cơm. Ngon mạnh. Nó như băng dính. Thế ngang ăn băng dính luộc à? Nhưng mà lạ. Rồi chắc cả tía phải thử. Ngay thử. Không có lừa. Hai anh em không. Ủa em thấy ngon quá em quên nhiều nước. Xương. Nguyên bộ xương. À đây phải gọi bộ hải cốt. Vậy thịt xong ăn xương. Đâu anh lọc xương ra để em thịt ở dưới này. Đúng không? Còn mới còn gì vậy? Còn anh cậy mấy cái kiểu nó sát sát ở dưới đấy. Nhai nó kiểu dai dai. Mùi thơm thơm tê tê. Bởi vì càng ngoài tê càng ngon đấy. Tôi nhai kỹ con này giống con mực vậy. Tại vì mới nhai thì nó hơi đậm đậm. Nó hơi đậm đậm xong nhai kỹ thì nó ngọt ngọt. Anh em mình nướng than này cuốn giấy bạc nó giữ được hương vị tự nhiên của nó. Đã cho một con. Ừ. Ăn giữ được ấm. Đấy kéo anh kéo đi. Kéo đi ra. Còn một con nữa kìa. Wow. Chắc là tại vừa nãy em cho nhiều mất kia là nó. Tì quá anh ạ. Ăn này vẫn giữ được nhiệt, vẫn khói bay ra từ cá. Lúc mà kiểu đang làm sờ tay vào nước thì rất là lạnh. Có. Bây giờ ngồi ăn thì cảm thấy thế nào rồi em? Sờ mà cá rất là ấm luôn. Hiện tại thì em ngồi ăn thì sờ cá ấm cúng lắm, lại ngồi cùng anh em này rất là ấm cúng. Ủa này mặc quả áo này thì... em mặc áo này cũng tí gió vào người luôn. Không còn chút gì, nói em lạnh nữa rồi. À, tì. Mưa trả vào nó không gió. Ủa, cá này không biết, nó mới đừng ngon. Thôi nhảy nhầm em hết đi. Ăn chứ. Anh mình có bỏ tí cái gì đâu. Con này không thể nào bỏ sót. Vẫn một hơi. Dưới thì dài nhỉ. Thực sự là hiện tại thì thời tiết chúng mình hiện tại có 12 độ. Mưa phùn gió rét. Anh mình vẫn cố gắng đi quay clip cho các bạn xem. Nên các bạn mà có xem được clip này của anh mình thì các bạn đừng tiếc một vài giây để like và chia sẻ video này giúp anh em mình. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì có lẽ mình sẽ dừng clip này ở đây. Bởi vì cá thì cũng gần hết rồi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Bye bye.